Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Bản tin sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hấp dẫn nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội trong nước diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đỉnh lũ thứ nhất trong năm nay ở Trung Quốc đã di chuyển đến vùng trung du của sông Trường Giang, hay còn gọi là sông Dương Tử. Con sông này dài hơn 6.400 km chảy dọc theo miền Trung và miền Đông của Trung Quốc. Tại thành phố Nhạc Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, giới chức cảnh báo mức nước sông đã dâng cao hơn mức nước báo động, nghĩa là có thể xảy ra vỡ đê bất cứ lúc nào. Trong khi đó, hai hồ nước lớn nhất của Trung Quốc là hồ Động Đình và hồ Bà Dương đều có mực nước cao trên mức báo động từ nhiều ngày nay. Đây là hai hồ nằm trong khu vực thoát nước của sông Trường Giang và sông Hoài, dài khoảng 1.078 km. Trong lúc phần lớn lưu vực ven bờ các con sông của Trung Quốc đã trải qua trận lũ lụt lịch sử kể từ đầu tháng, các cơ quan chức năng hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại biến mất một cách khó hiểu. Không như các nhà lãnh đạo trước đây, hiện nay không có lãnh đạo cấp cao nào đến thăm vùng bị lũ lụt để đôn đốc việc chống lũ. Hai ngày trước, giới chức cảnh báo rằng mưa lớn sẽ xảy ra ở phía bắc của Trung Quốc và gây ra lũ lớn trên các sông Hải Hà, sông Hoàng Hà và sông Tùng Hoa. Do lũ lụt ít xảy ra tại miền Bắc của Trung Quốc, nên chính quyền địa phương thông báo cho người dân trên khu vực sông Hoàng Hà và sông Hoài phải chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp trong trường hợp có thiên tai. Các nhà chức trách cho biết, hàng triệu người thuộc 27 tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt từ đầu tháng, trong đó có gần 200 người thiệt mạng và mất tích, gần 4 triệu người bị mất nhà cửa. Theo lời của những người dân địa phương thuật lại với The Epoch Times rằng, trong những tuần gần đây, để tránh ngập lụt cho các thành phố, chính quyền ở một số khu vực thuộc miền Trung của Trung Quốc đã cho xả lượng nước với lưu lượng lưu trữ trên các sông và hồ chứa và khu vực nông thôn, và thông thường họ không báo trước. Trong những trường hợp như vậy, rất khó để đánh giá mức độ thiệt hại và số lượng thương vong. Bộ ứng phó khẩn cấp, hay còn gọi là Bộ Quản lý khẩn cấp, đã tổ chức một cuộc họp hội thảo vào 2 ngày trước, thúc giục chính quyền địa phương ở lưu vực sông Trường Giang và sông Hoài đảm bảo an toàn cho các đập nước ở địa phương. Hứng chịu mưa lớn sau nhiều tuần liên tiếp, các con đập đang đối diện với những nguy cơ bị sạt lở đất, sụt lún, nước tràn đường ống và vỡ đập. Để đảm bảo sự an toàn cho các đập nước, bộ này đã chỉ đạo chính quyền địa phương bố trí người tuần tra quanh con đập suốt 24 giờ trên ngày. Trên sông Trường Giang vào lúc 8 giờ tối ngày thứ hai, đỉnh lũ thứ nhất đã tấn công vào đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất của Trung Quốc. Theo tờ Trường Giang Nhật báo, mực nước ở hồ chứa Tam Hiệp vẫn đang dâng lên kể từ lúc đó. Đến cuối ngày hôm qua, đỉnh lũ đã đi qua lưu vực của con đập Tam Hiệp và di chuyển tới vùng trung du của sông Trường Giang. Vì vậy, thành phố Trùng Khánh ở vùng thượng du đã tuyên bố tàu thuyền có thể hoạt động trở lại. Trước đó, thành phố này đã cấm tất cả các tàu bè hoạt động trên sông do mực nước dâng cao. Dù thành phố Vũ Hán thuộc vùng của tỉnh Hồ Bắc và nằm ở trung du của sông Trường Giang đã thông báo mực nước sông dâng lên, nhưng đến ngày hôm qua đỉnh lũ vẫn chưa đến. Ủy ban sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi cho biết, trong khi đó, do sông Hán Thủy đổ vào sông Trường Giang tại Vũ Hán, mực nước trên sông Hán Thủy dâng đột biến có thể khiến cho mực nước sông Trường Giang bị tràn tại đây. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo rằng khu vực thượng nguồn sông Trường Giang ở tỉnh Từ Xuyên, vùng trung du tại tỉnh Hồ Nam và Giang Tây sẽ tiếp tục có mưa lớn trong vòng 24 giờ tới. Sau đó, trung tâm tiếp tục báo động có thể sẽ có lở đất ở khu vực phía đông và phía nam của tỉnh Từ Xuyên, khu vực tây nam của tỉnh Giang Tây và đông nam của tỉnh Hồ Nam. Tại các khu vực có các con sông nằm ở trung và hạ lưu sông Trường Giang, quan chức địa phương thông báo rằng mức nước sông đã đến mức báo động cao nhất, lại thêm mưa lớn và đỉnh lũ thứ nhất, nên khu vực này có khả năng sẽ bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo South of Harbor đưa tin, huyện Tam Giang, Liễu Châu, tỉnh Giang Tây của Trung Quốc đã hứng chịu một trận mưa lớn. Mực nước của tất cả các con sông ở huyện Tam Giang đã tăng mạnh từ 1,5 đến 5 mét, gây ra lũ quét, các tầng nhà thấp bị ngập, nhiều ô tô bị chìm trong nước. Địa phương cũng đưa ra cảnh báo màu đỏ về mưa lớn. Trạm thủy văn Tam Giang đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu xanh lam. Lũ quét đã cuốn trôi ngôi nhà bằng gỗ ở xóm Quy Đại, thôn Đường Thủy, thị trấn Bát Giang, huyện Tam Giang, khiến 6 người tử vong, 3 người bị thương và 1 người bị mất tích. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy trận mưa lớn đã gây ra lở đất và càn quét đường xá, dòng chảy đổ ập trực tiếp vào làng mạc và thị trấn, cuốn trôi ô tô, tầng 1 của các ngôi nhà bị nhấn chìm hoàn toàn. Các con phố cũng biến thành những dòng sông. Kính thưa quý vị, dù chưa chính thức bắt đầu vào mùa mưa, ở thành phố miền Nam của Trung Quốc đã bắt đầu hứng chịu những trận mưa lớn và đang đứng trước nguy cơ bị ngập lụt. Trong đó, thành phố Quế Lâm ở tỉnh Quảng Tây là nơi đầu tiên chứng kiến cảnh ngập lụt cục bộ chỉ trong một đêm. Theo truyền thông Trung Quốc, vào sáng sớm ngày hôm qua theo giờ địa phương, Quế Lâm xuất hiện gió mạnh và sấm sét, sau đó có mưa lớn tại một số khu vực. Nhiều đoạn đường ở quận Quế Lâm như đường Nhân Dân, đường Kim Thủy, đường Kiến Thiết và đại lộ Tây Thành đã bị ngập ở mức độ khác nhau. Một số người bị mắc kẹt trong xe, tình hình khi đó khá nguy hiểm. Cũng có những cư dân mạng cho biết bị mắc kẹt trước cửa nhà khi mực nước sông và hồ ở một số thị trấn thuộc xã quận Lâm Quế đã dâng cao. Nước đổ về các ngôi làng ở vùng trũng thấp dẫn đến tình trạng ngập úng. Đoạn video trên Internet cho thấy ô tô phải rẽ sóng như thuyền vượt biển trên nước trên một số đoạn đường trong trung tâm thành phố Quế Lâm. Một tài khoản trên mạng xã hội Twitter cho biết lũ lớn sắp đến, các tỉnh Nam Bộ sẽ phải đối mặt với lũ. Sáng hôm nay, Quế Lâm mưa to, gió giật mạnh và sấm sét từng đám.
Sau một đêm mưa bão dữ dội, nhiều nơi ở nội thành Quế Lâm bị ngập úng do mưa bão. Trước đó, dự báo thời tiết cho thấy từ 2 ngày qua sẽ có mưa vừa hoặc mưa to đến mưa to cục bộ ở Quế Lâm. Theo truyền thông nước này, từ đầu năm đến nay, 12 tỉnh khu tự trị thành phố trực thuộc trung ương bao gồm Hà Nam, An Huy, Chiết Giang, Giang Tô, Hồ Bắc sẽ có mưa to đến rất to. Thời điểm mưa mạnh nhất là từ đêm ngày hôm qua đến ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, mưa lớn sẽ dồn dập xuống phía Nam, chủ yếu ở các vùng Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến và Quảng Tây. Thưa quý vị, mưa lớn liên tục ở các tỉnh phía Nam trong những ngày qua đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất, buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, lượng mưa trung bình ở 3 tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây đạt gần 700mm từ đầu tháng đến tháng này, mức cao nhất trong hơn 60 năm qua. Theo tin tức mới nhất từ China Weather Network, trong 2 ngày đầu tuần, hơn 10 địa phương bao gồm Quế Lâm ở Quảng Tây, Tinh Châu ở Hồ Bắc và Thanh Viện ở Quảng Đông đã ban hành cảnh báo đỏ về mưa bão. Tỉnh Giang Tây cũng đưa ra cảnh báo lũ màu đỏ vào hôm thứ Hai. Các quan chức Quảng Đông cho biết hôm thứ Hai rằng hơn 240.000 người đã được sơ tán và thiệt hại cho đến nay ước tính là 1,9 tỷ dân tệ. Một số quận và thành phố ở Phật Sơn đã nâng cảnh báo về cấp lũ lụt trong ngày gần đây và Thiều Quan đã đưa ra cảnh báo lũ màu đỏ nghiêm trọng nhất. Các quan chức cho biết mưa lớn đã gây ra đỉnh lũ 57,6m ở thành phố Thiều Quan vào ngày thứ Hai và đạt trên mức 50 năm mới có một lần. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, Quảng Tây cũng đã hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 2005. Cục khí tượng cho biết hôm thứ Hai rằng 28 con sông ở Quảng Tây đã vượt quá mức lũ giới hạn và tiếp tục vào hôm thứ Ba. Những ngày qua, nhiều nơi ở tỉnh Phúc Kiến liên tục hứng chịu lượng mưa lớn, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lũ. Phúc Kiến, Nam Bình, Tam Minh, Long Nhã và những nơi khác cũng chịu ảnh hưởng bởi mức độ khác nhau. Tân Hoa Xã hôm thứ Hai cho biết hơn 240.000 người ở Phúc Kiến đã phải sơ tán do lũ lụt kể từ đầu tháng. Một người dân cho biết một nửa là thảm họa tự nhiên, một nửa là thảm họa do con người gây ra. Kiểm tra dọc theo sông, không thành phố nào là không đắp đập. Những dự án thành tích chính trị này đan xen với sự phát triển bất động sản. Quan chức là những người trục lợi, chỉ có những người dân là phải chịu thiệt thòi. Thưa quý vị, sau sự im lặng hơn một tháng, cuối cùng thì Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình cũng đã lên tiếng nói về lũ lụt đang hoành hành trên khắp miền Trung và miền Nam của Trung Quốc và mô tả nó là sự thật nghiệt ngã. Tờ China Daily, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc đã dẫn lời ông Tập Cận Bình và nói rằng tình hình phòng chống lũ hiện tại là rất nghiệt ngã. Sau đó, ông kêu gọi những nỗ lực nghiêm túc trong việc hỗ trợ cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để họ không rơi vào cảnh nghèo đói do thảm họa gây ra. Theo CCTV News, ông Tập cho biết mực nước của sông Dương Tử, sông Hoài, hồ Động Đình, hồ Bà Dương và hồ Thái Hồ gần đây đã vượt quá mức nước cảnh báo. Ông Tập cũng thừa nhận tình hình lũ lụt ở Trung Khánh, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô và Chiết Giang là rất nghiêm trọng. Ông Tập cảnh báo đất nước đang bước vào giai đoạn quan trọng trong kiểm soát lũ và nói rằng chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trong việc này. Ông nói rằng Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên nước, Bộ Quản lý khẩn cấp và các bộ phận khác nên tăng cường phối hợp triển khai lực lượng cứu hộ cùng vật liệu cứu trợ theo các cách khoa học hơn. Ông Tập cũng kêu gọi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (BLA) và lực lượng cảnh sát vũ trang tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ tại khu vực bị lũ lụt. Hiện tại, Văn phòng Kiểm soát lũ của Chính phủ Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp quốc gia từ mức 3 lên mức 2 trong hệ thống cảnh báo 4 mức. Các nhà lãnh đạo ở cấp bộ trưởng đã dẫn các đội đến Giang Tây và những nơi khác để hướng dẫn cứu trợ thảm họa. Theo Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc, kể từ đầu tháng 3, mực nước lũ bất ngờ bùng phát trên khắp 27 tỉnh, khiến hơn 150 người thiệt mạng và 38 người bị ảnh hưởng. Gần 450 con sông ở mức nước vượt quá mức nguy hiểm. Mạng truyền hình CGTN, cơ quan ngôn luận của Chính phủ Trung Quốc đưa tin rằng lũ lụt ở nước này đã khiến hơn 20.000 ngôi nhà bị sụp đổ, buộc gần 1,8 triệu người phải di rời, gây thiệt hại hơn 60 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 9 tỷ USD. Theo báo cáo Economic Information Daily, từ đầu năm đến nay, tình hình mưa lũ liên miên tại hơn 20 tỉnh thành của Trung Quốc đã khiến ít nhất 120 người chết và tổng thiệt hại kinh tế lên tới gần 6 tỷ USD. Tổng cộng gần 23 triệu người ở hơn 20 tỉnh tại Trung Quốc phải chịu thiệt hại do mưa lũ trong năm nay. Hơn 1,5 triệu người buộc phải sơ tán, ít nhất 120 người chết và hơn 20 người mất tích. Nước lũ cũng gây thiệt hại tới gần 2 triệu hecta hoa màu và 45.000 ngôi nhà. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các tỉnh miền Nam của Trung Quốc bao gồm Hồ Nam, Tứ Xuyên và Phúc Kiến. Thứ 6 tuần trước, một cơn mưa rất mạnh bắt đầu quét qua sông Trường Giang, sông Hoài Hà, Thái Hồ trên tổng diện tích là vào khoảng 230.000 km2. Trước đó, mưa lũ cũng đổ xuống các quận phía Bắc của Thượng Hải làm tê liệt hệ thống giao thông và vô hiệu hóa các phương tiện đi lại của người dân. Dương Lâm, nhà khí tượng học tại Cục khí tượng Phúc Kiến cho biết hiện tượng El Niño là nguyên nhân dẫn tới điều kiện thời tiết khắc nghiệt với hạn hán kéo dài suốt mùa xuân và mưa lũ nặng nề từ tháng 3 năm nay. Dự kiến hạn hán sẽ quay trở lại sau khi mưa lũ năm nay kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.